Xin chào tất cả quý khách hàng thân thương lại quay lại với kênh Mỹ Xuân Vân Cầu Xe Ben tôi. Hôm nay tôi giới thiệu với tất cả quý khách hàng một em PC 40 MRX. Con này thì đường búa tháo lắp nhanh đầy đủ luôn, cần ra. Quay cho anh em cái máy này, máy chụp hình đi này. Mình sẽ quay máy trước rồi sẽ làm cái video nó hoạt động sau. Con này về cơ bản là quý vị thấy là máy khô ráo nhá. Máy hơi khô ráo đấy. Khô ráo sơn. Sơn này thì nó không phải là zin, chỗ này là không phải zin này. Nhưng đây là zin này. Chỗ này là zin này. Zin này. Ben ổi đây, ben ổi cực kỳ đẹp luôn. Trước tôi sẽ kèm theo cái video máy hoạt động. Cái giá thì tôi sẽ để ở cái phần mô tả cho anh em luôn. Xích chiếc cắt cực kỳ khỏe luôn, chân cẳng đẹp. Cái này trước là tiền sử của nó là có gốc cao su luôn này, nhưng giờ nó mòn rồi. Quý vị chỉ cần về tháo cái ốc này ra, rồi mua cái gốc cao su lắp vào là ok, còn không cần thì thôi, khỏi. Ở đây thì tôi đang ở Bình Dương, mới xuống chiều ngày hôm nay. Thì như vừa rồi tôi nói là chúng tôi có 3 bãi. Bãi thứ nhất là thành phố Buôn Thuật, bãi thứ hai Bình Dương và bãi thứ ba quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đang bàn giao cái gầu nhỏ cho khách hàng. Rồi quay trở lại với em PCMR này mọi người nhé. Tháo lắp nhanh này. Đường búa đẹp. Con này thì tôi nói ở đây luôn, 201 cho tất cả anh chị em nào đang cần. Cái này mai chúng tôi tiến hành lắp lại. Riêng cái phần gọi tòa gì thế, khô lắng bóng luôn. Nước sơn đây thì là sơn lại này. Sơn này nó sơn qua 35 tháng rồi thì nó bóc. Còn không lắp nha, đồ trâu đẹp đấy. Quý vị cứ theo dõi hết ở cái phần chi tiết này đi, tôi sẽ quay video để cho anh em quay luôn. Tại con PC 40 này tôi đang để ở Bình Dương. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại góc chám hình video. Bộ phân phối này. Quay chi tiết có thể nhất để cho anh em có nhu cầu mua PC này thì cứ liên hệ với chúng tôi. Mâm không nhịp, máy không đổ hôi, không sôi nước. Đó. Tôi cho gang ti nhỏ vừa, cho gang ti thôi. Gang ti á? Ờ, gang ti thử nào. Gang ti được, cắt xích đi. Cái lắp cabo sao nó kêu nha. Cái lắp cabo sao á? Gang ti thì nó phải cối rồi. Gang ti á? Gang ti cắt xích thử coi. Đây là gang ti anh em nhé. Nhanh rồi, con này nhanh nhẹn rồi. Nhiệt chế đến bản luôn. Gang ti và cắt xích kiểu này thì... Ôi ôi! Nam.
Rồi chơi ga to lên. Con này rất là tiện, nếu mà quý vị mà mang về thì đục trường các thứ là nó có cả tháo lắp nhanh nữa. Rất là ok. Bãi này của chúng tôi như đây là sạch hơn là bãi thì mua thuật tí xíu quý vị ạ, nó gần đường. Gần đường như là ở đây cũng mưa suốt nhưng mà nó sạch hơn ở trên kia khá là nhiều. Thường thì tôi cứ khoảng một tuần di chuyển liên tục, di chuyển từ Buôn Ma Thuột rồi đến Bình Dương, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài thằng PC kia chúng đây, con này xin lỗi quý vị, con này là con Jassis 60-1. Đấy, quý vị thấy dàn xe ở dưới Bình Dương của chúng tôi chưa? Không thua kém gì ở trên Buôn Ma Thuột nhé. Ở đây chúng tôi đa số để đồ san nhiều. Đồ san của chúng tôi ở đây khoảng hơn chục con. Giá sẵn sàng thôi. Con này thì là Hyundai 60-7, con này chúng tôi đang bán 24 có thương lượng tại bãi của chúng tôi. Đấy, chị thấy không? Toàn đô san. Đô san nhiều lắm. Con này có đi làm về rồi này. Con này cặp xích cực kỳ mê hồn trận. Đó là những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có tại bãi Bình Dương. Nếu mà quý vị, quý anh chị và con cô bác đang có nhu cầu sử dụng những sản phẩm như vậy thì cứ liên hệ với số điện thoại góc chám hành vi nhà chúng tôi để chúng tôi có thể đưa ra những cái con máy và những cái hình ảnh máy móc mà quý vị đang cần. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý khách hàng và con cô bác ở trên kênh Máy Xúc Cần Cẩu Xe Bèn của tôi trong suốt thời gian qua. Nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có và đăng tải hàng ngày ở trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng thân thương đã luôn luôn ủng hộ bài máy của tôi trong suốt thời gian qua. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.